Báo cáo. Khoảng 8 giờ sáng hôm qua, một tàu cá của nước Yemen và 10 thuyền viên, trong đó có 5 thuyền viên của Việt Nam, đã bị cướp biển, cướp tàu và uy hiếp. Chúng thông báo sẽ giết mỗi ngày một con tin nếu như chúng không nhận được tiền chuộc, bắt đầu từ sáng hôm nay. Báo cáo. Hết. Hiện tại, theo thông tin từ tổ chức quốc tế ISC về phòng chống tội phạm ở trên biển, thì tàu của cướp biển đã vào lãnh hải nước ta. Theo quy định của RICAP thì cần phải phối hợp hành động để ngăn chặn, trấn áp và bắt giữ cướp biển cùng những người thực hiện cướp có vũ trang đối với tàu thuyền, giải cứu tàu thuyền và các nạn nhân của cướp biển. Tuy là tàu của nước bạn, nhưng chúng ta sẽ là đơn vị chủ động triển khai chiến dịch. Vậy các đồng chí tính kế hoạch ra sao? Nếu như thông tin là chính xác thì sáng sớm mai chúng sẽ giết con tin đầu tiên. Tôi đã triệu tập đội cảnh sát biển NH1 rất tinh nhuệ của chúng ta tới khu vực tác chiến để chuẩn bị cho chiến dịch giải cứu con tin. Đêm nay chiến dịch sẽ bắt đầu.
You are under arrest for piracy and keeping hostage. You'll be sent back to your country for judgment. Anh Hồng Mộc, tình hình sao rồi? Mèo đen báo cáo, đã khống chế được mục tiêu, ngư dân an toàn. Báo cáo, hết. Toàn đội chú ý, nhà có khách. What are you guys doing here? I know this is your mission, but there's a space of person among the hostages that we had to escort safety back to Dylan. And we were ordered to come here to rescue. Hope we get your cooperation. You should have informed us in advance. You can't just show up unannounced. Moreover, wrongly attacked us. This is an emergency. Sorry. We couldn't follow proper protocol. The mission is already completed. We will return your citizens and ship after finishing the paperwork. Senior Lieutenant Mark, the man never task force. Very nice to see you. Captain Kien, Vietnam Coast Guard. Good to never see you in this kind of situation again. Đại úy Di Kiên báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành, tất cả con tin đều được an toàn. Chúng tôi đều bị hư rồi, đồng chí ơi. Nòng súng bị lật tâm rồi. Tôi bắn nãy giờ không có chết đứa nào hết đó. Đổi súng đi. Đồng chí không biết bắn thì có. Súng của tôi không có băng súng này. Đầu súng lại còn vỡ. Thôi nghỉ đi. Mấy trò chơi súng bị bắt quá. Đang nghỉ phép mà trời. Nhẹ tay thôi, gãy tay hết rồi nè. Nếu mà không chống cự đâu có đến nỗi như vậy. Muốn bẻ luôn cái tay không?
ngầu quá à. Đẹp trai còn dễ vỏ nữa. Đúng chuẩn số ca luôn á. Ê, mày chụp hình lại giùm tao nha Lân. 2, 3. Mày nè. Coi. À, của hai cô này, kiểm tra xem có mất gì không, còn đi báo công an. Dạ thôi, không cần đâu anh, toàn mấy cây xúc xích không mà anh báo công an chi phiền phức lắm. Xúc xích hả? Ừ. Xúc xích gì mà hai cô la kinh vậy? Thì tại lúc đó quýnh quá, bị giật đồ thì phải là ăn cướp chứ sao anh. Dạ, tiện cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Chạy dữ quá ha. À. Alo. Cho một xe cứu thương đến trung tâm thương mại. À, buông tôi ra. Tôi không sao hết trơn á. Nằm im đi. Nhúc nhích là liệt cả đời đó chú. Ê, 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 anh làm gì vậy? Đừng thấy tôi đẹp trai rồi sàm sỡ tôi nha. Cưng nghĩ cưng có sức hấp dẫn vậy sao? Đang sơ cứu tạm thời cho cưng đó. Ủa mà hết thứ ăn cắp sao mà đi ăn cắp xúc xích vậy? Thì tôi chỉ thực tập thôi mà. Ai đời lại bắt thằng ăn cắp xúc xích bao giờ? Hai đừng có hù tôi. Này, cứ biết chọn chỗ để thực tập nha. Ăn cắp mà cũng đòi thực tập à? Ăn cắp mà cũng đòi thực tập. Đâu. Đồng chí vô trong mượn giùm tôi mấy con gấu bông với cây dứt lông. Sao tự nhiên đồng chí Văn Trương vậy hả? Đại úy mà. Thằng cu này bị trẹo cổ. Thế cả xong rồi, bị bóng gần nữa. Còn tôi đã sơ cứu qua rồi nhưng mà chắc là phiền các anh kiểm tra lại thêm lần. Cu này chắc không sao đâu. Mẹ thấy nó té cũng có thế lắm. Chắc chân vỏ, xương cốt cứng. Ở cái tuổi này là như vậy đó. Giao du với đám bạn bè xấu, xong rồi chẳng ra làm sao cả. Hồi trước tôi cũng như vậy. Thượng sĩ Bảo Huy bữa nay biết quan tâm người khác nữa hả? Hay là đang nhớ tới quá khứ giang hồ lẫy lừng? Cậu đừng có mà luyên thuyên. Chẳng qua tôi thấy thằng này có tài. Nếu mà nó được giáo dục tốt ấy, chưa biết chừng. Ừ. Vậy quay lại, giúp nó đi. Xe đi một đoạn rồi đó. Này, cậu biết tại sao mà cậu lại cười như vậy không? Sao? Là bởi vì đồng chí chọn sinh tố dâu đấy. Tôi uống dâu cho nó gấu. Thật ra là họ ganh tị với con gấu của cậu đó. Thì sao? Tôi thấy đúng gu của tôi mà. Trắng trẻo, mập mạp. Này, mà gấu của đồng chí cũng đẹp đôi đấy chứ. Nhưng mà như con này là gấu đực đồng chí ạ. Đây là đồng đội của tôi. Rốt cuộc tôi cũng không hiểu tại sao cậu nhận hai con gấu này nữa. Cái này ấy, là do cửa hàng. Người ta thấy đồng chí bắt cướp giỏi quá, người ta mới tặng hai con này. Tôi ấy, là tôi chỉ nhận hộ đồng chí đại úy thôi. Tại sao cậu có thể sống dễ dãi như vậy được hả? Chắc là trong cuộc sống của cậu cái gì cũng dễ dàng hả? Cậu có biết cái bản mặt của cậu như giờ như thế nào không hả? Sao vậy? Đơn vị gọi hả? Đúng là đơn vị thiệt, mà là đơn vị của cậu. Cậu không được nghe máy. Tôi sẽ nghe máy và gọi cô ấy đến đây. Cậu thử một lần nói chuyện cho đáng mặt đàn ông coi. Bây giờ cậu muốn cái gì? Tôi muốn nghe điện thoại của tôi. Tôi sẽ khao cậu một chỗ thịt nướng. Tôi vẫn có thể mua thịt nướng để ăn được. Tôi có một cô em gái 19 tuổi, học trường luật, cao, trắng trẻo, chơi thể thao đúng gu cậu. Tại sao đến bây giờ tôi mới biết cô em gái này hả? Đưa số điện thoại đây. Cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả? Số điện thoại của tôi đâu? Không phải, điện thoại của tôi... Cậu định giỡn trò với tôi hả?
cậu bị nó móc túi rồi. Cái này ấy, thì không còn là ăn cắp vặt nữa rồi. Bây giờ anh em mình đến bệnh viện đi. Lúc nãy mới có người nói nó đáng thương gì cả. Bây giờ mà tôi gặp nó ấy, thì mới là đáng thương rồi này. Nè nè, hai cô tháo ra giùm tôi. Nhìn mắc cỡ muốn chết luôn vậy. Nằm yên, không được cử động. Cứ để nguyên hiện trạng đẩy vô trong. Nè tôi nói. Đẩy vậy dễ thương mà. Dễ thương cái con khỉ. Thử là hai cô coi, bị buộc ba con có bông, có dễ thương không? Nè. Chủ nợ hả? Alo. Dạ. Bệnh nhân vừa mới bị tai nạn, đang chuyển vào khoa cấp cứu bệnh viện Vinmec á. À, dạ, chị muốn thăm bệnh nhân đến đây thăm nha. Dạ. Hay ghét, trả thù khỏi làm ăn. Bệnh nhân bị té trật cổ, bong gân chân, đang chờ được sơ cứu thưa bác sĩ. Dạ. Ai viết cái này vậy? Thì của mấy người hại tôi vô bệnh viện viết với ai. Mà nè, cô tháo mấy con gấu bông ra giùm tôi được không? Biết rồi, đừng có cử động nữa. Chị Mai. Dạ. Lấy giùm em nẹp cố định nha. Trật khớp cổ. À, bông gân chân phải. Đây là hậu quả của việc ăn cắp đó nhóc. Nè, nói gì vậy? Thì trên này nói nè. Ăn nói cho đàng hoàng nha. Tôi là bệnh nhân đó. Tình hình không nghiêm trọng lắm. Tốt nhất bây giờ đừng cử động, nằm nghỉ ngơi. Lát nữa chụp X-quang, xong rồi để người nhà vô làm thủ tục nhập viện nha. Tôi không có người nhà. Tôi cũng không có tiền. Cho tôi về đi. Bác sĩ Phương ơi, ở trưởng khoa gọi chị đang đợi dưới sòng á. Ừ, cảm ơn em. Lo cho bệnh nhân này giúp chị. Nếu không có người nhà thì cứ cho nhập viện theo dạng bảo hiểm trước. Có kết quả X-quang rồi báo cho chị nha. Dạ. Ê, cô có bị khùng không? Tôi là du côn làm gì có bảo hiểm. Cho tôi về đi. Chị có mấy cái bảo hiểm để trong tủ để dành cho bệnh nhân nghèo. Cho cô ta một cái. Xong rồi đóng tiền viện phí luôn nha. Dạ em biết rồi. Ê, tôi không phải ăn xin đâu nha. Điện thoại của anh nè. Linh. Em quên quy định phòng cấp cứu rồi hả? Không được cho bệnh nhân xài cái điện thoại này. Tạm thời tôi giữ. Khi nào cậu chuyển vô phòng bệnh tôi sẽ trả lại. Chủ nợ của anh dặn tôi hả? Bẻ gãy tay anh đó. Có ngon á, quậy nữa đi. Cái gì? Chủ nợ tôi đang tới hả? Chưa tới. Nhưng mà nãy gọi điện tôi hả? Tôi nói người ta đang tới đây tìm anh á. Trời ơi, cho tôi về đi. Đám giang hồ mà tới nó phá nát cái bệnh viện luôn đó. Im giùm đi. Tới giờ làm việc rồi. Chị ơi, làm ơn cho tôi hỏi bệnh nhân Trần Bảo Huy gì mới vô cấp cứu. Anh đang ở đâu vậy? Chị đợi em chút. Em kiểm tra lại giúp chị thông tin bệnh nhân Trần Bảo Huy. Anh bị gì vậy? Chị bình tĩnh đi, em đang kiểm tra lại thông tin. À, chị Phương, có người nhà bệnh nhân cấp cứu tìm chị nè. Thì ra chị làm ở đây hả? Cô kiếm ai? Tôi có người nhà, chị mới vô cấp cứu. Anh đang ở đâu vậy? Một ngày có biết bao nhiêu người vô ra cấp cứu. Cô hỏi kiểu đó, làm sao tôi biết được ai là ai? À, có một thằng nhóc lưu manh vừa mới vô đó. Chắc là người nhà của cô. Anh bị cái gì vậy? Dao đâm, đạn bắn hay là nổ mìn? Có người nhà lưu manh nên chuẩn bị tinh thần tốt quá ha. Nếu cô là người nhà của nhóc đó, qua bên kia làm thủ tục và đóng tiền đi. Nè, chị làm ơn tôn trọng ảnh một chút có được không? Người ta lớn như vậy rồi mà chị kêu là nhóc là sao?
Cái mặt bún ra sữa đó muốn tôi gọi bằng gì? Anh hai hả? Mà ngộ ha, lúc nào tôi và cô gặp nhau cũng đều cãi nhau về đàn ông hết nhỉ. Nhưng mà tiêu chí của cô ngày càng thấp đó. Vậy nha, đi đóng tiền đi, tôi bận lắm. Tôi không nghĩ Thượng Thủy có cái điện thoại cũng để mất. Sau này có vợ đừng để mất nha. Đúng đường này không vậy? Ê, cái dạng này trúng hoặc trúng khỏi không? Nó kìa. Ê, mấy đứa tụ tập quấn lộn hả? Đây không phải là chuyện của mày, thằng Công Tử Bột. Gì? Đồng chí Bự Con nói đúng đấy, không phải chuyện của vị công tử này, nhưng mà là chuyện của tôi. Vậy sao? Thầy đã xem bài báo cáo của con rồi, con làm rất kỹ, có nghiên cứu sâu, tốt lắm. Lần này á sẽ rất có hy vọng trở thành bác sĩ phẫu thuật chính trong bệnh viện mình. Con cảm ơn thầy, con cũng đang cố gắng hết sức. Sao, ước mơ lớn trong đời đã thực hiện tới đâu rồi? Dạ thì con cũng đang ráng để dành tiền. Thầy cũng biết mà, ước mơ duy nhất của con đó chính là một phòng mạch mang tên mình ở Sài Gòn nữa. Nên bây giờ con phải ráng kiếm tiền thôi. Thầy theo dõi con suốt trong quá trình đi học nên thầy hiểu. Ước vọng thì lớn, nhưng dù gì con cũng đừng quên cái tâm, cái đức của người bác sĩ là trên hết. Chứ đừng có cái gì cũng tiền, tiền, rồi quên mất lời thề khi vào nghề, nghe chưa? Mời vào. Dạ, con chào trưởng khoa. Chị ơi, bệnh nhân nhập viện lúc nãy bỏ trốn đâu mất rồi. Vậy hả? Dạ. Thầy ơi, con xin phép đi tìm bệnh nhân nha thầy. Mà nè. Dạ. Bệnh nhân đã đóng viện phí chưa? Dạ chưa, chưa có đăng ký tên luôn. Con tính cho cô ta nhập viện theo dạng bảo hiểm. Thôi con xin phép nha thầy. Như vậy á, là con là phải bồi thường viện phí cho bệnh viện nữa rồi hả? Dạ. Thiệt. Thôi đi đi. Dạ, con xin lỗi thầy. Con chào trưởng khoa. Tội nghiệp con bé. Cứ như vậy biết chừng nào mới có tiền để mở phòng mạch hả con? Em cũng đi tìm rồi. Thôi bớt rối đi. Đâu nữa? Nơi này có thấy đâu? Khám cho người này cái, bị đánh nặng lắm. Anh là chủ nợ của anh phải không? Người ta chỉ thiếu nợ thôi, làm gì mà đánh người ta dữ vậy? Không thấy vừa mới bị thương à? Nếu mà anh có mệnh hệ gì, tôi sẽ truy tố hai anh. Chị Mai và Linh đưa bệnh nhân vô phòng cấp cứu đi. Còn hai anh về đi, không tôi kêu bảo vệ đó. Thật ra thì... Ê, cái này là... Thì ra hai anh không phải là chủ nợ. Nhìn cái kiểu này chắc là đại ca của ảnh rồi. Nói chung là ai tôi không cần biết. Nên nhớ đây là bệnh viện, không phải là khu giang hồ. Nè bác sĩ. Bác sĩ ơi, làm ơn cho tôi xin lời cái bà được không? Thật ra Phạm Bảo Huy, thì ra là quen nhau à? Hèn gì cùng một dục. Làm ơn dắt nhau ra ngoài giải quyết mâu thuẫn giùm đi. Nghe nói anh bị thương,
nhưng hình như không phải. Đi theo tôi. Good luck. Cô ơi, cô. Tôi thật sự không muốn làm phiền đâu, nhưng mà cô đang giữ điện thoại của bạn tôi đó. Điện thoại nào? Cái này á hả? Ừ. Cái này là của bệnh nhân tôi mà. Thằng nhóc đã móc túi của bạn tôi. Có gì chứng minh cho tôi biết đây là điện thoại của bạn anh? Tôi sẽ gọi cho đó. Quái thú. Ừ. Thì ra anh là chùm băng đảng hả? Không phải. Yêu cầu anh ra khỏi đây và không được đến gần bệnh nhân của tôi. Nếu không tôi sẽ báo bảo vệ đó. Cô. Cô à, cô. À, xin lỗi chị. Đồng chí Bảo Huy, nghiêm. Đồng chí dám đùa giỡn qua mặt cấp trên hả? Báo cáo, không. Tại sao tôi gọi cho đồng chí cả ngày hôm nay đồng chí không bắt máy? Báo cáo đồng chí trung úy, điện thoại của tôi bị kẻ gian lấy cắp. Tôi không thể nghe điện thoại của đồng chí được. Vậy tại sao cuộc điện thoại cuối cùng có người nói anh ăn trong cấp cứu? Báo cáo, về điều này thì tôi không rõ. Anh có biết là tôi lo lắng cho anh tới cỡ nào không? Tôi gọi cho anh Kiên không được, gọi cho anh cũng không được. Anh muốn trốn tôi đúng không? Báo cáo trung úy. Báo cáo cái gì? Nghĩ. Trả lời cho em đi. Sau khi anh làm nhiệm vụ vùng biên giới biển, anh đi đâu? Làm cái gì? Tại sao em gọi cho anh không được? Báo cáo trung úy. Thôi đi. Anh muốn nói chuyện kiểu đó với em tới bao giờ? Anh thích báo cáo lắm chứ gì? Được. Đồng chí Bảo Huy, nghiêm. Tôi yêu cầu đồng chí đứng nghiêm ở đây hết ngày hôm nay cho tôi. Rõ. Cô, cô trả tôi điện thoại đi. Anh muốn cái gì nữa hả? Chuyện băng đảng của anh thì đợi bệnh nhân tôi tỉnh dậy rồi tính tiếp. Tại sao cứ theo tôi hoài vậy? Nãy giờ tôi thấy anh tử tế đàng hoàng cho nên tôi mới tiếp. Anh mà còn quá đáng nữa tôi sẽ báo bảo vệ thiệt đó. Cô làm ơn nghe tôi nói được không? Tôi không phải là băng đảng, tôi là trong ngành. Tôi cho cô coi thẻ ngành nè. Cô coi đi. Tôi chưa thấy thẻ này lần nào hết, cho nên làm sao biết nó thật hay giả. Tôi á sẽ báo bảo vệ cho anh biết. Cô đi theo tôi. Anh định đến nghiêm ở đây kình với em thiệt có đúng không? Trả lời em đi. Trung úy muốn hỏi tôi chuyện gì? Anh đã nói gì với ba em? Trung tướng yêu cầu tôi rời xa trung úy. Tôi đã nhận lời. Anh đã hỏi ý kiến em chưa? Mà tự quyết định vậy hả? Đây là mệnh lệnh của trung tướng và là quyết định của tôi. Tôi không cần thiết phải hỏi những người không liên quan. Không liên quan hả? Anh chỉ biết nghe lệnh tôi đúng không?
Được rồi, đồng chí Bảo Huy, tôi ra lệnh cho anh đứng ở đây suốt đời đi, đứng cho tới chết luôn đi. Rõ. Sao hai đồng chí gặp nhau là căng thẳng hoài vậy? Bảo Huy, nghỉ. Cậu làm ơn nói cho cổ nghe cái điện thoại là của cậu. Tụi mình không phải là giang hồ. Cái điện thoại này là của tôi. Chúng tôi là lính, không phải giang hồ. Hết rồi hả? Em nói gì đi Ngọc? Bọn họ là giang hồ đó. Kêu công an bắt họ đi. Con bé này. Thôi cậu đọc vài số điện thoại cho cổ xác minh đi. Tôi chỉ nhớ duy nhất có hai số thôi. 0989 443 333. Quái thú. Ừm, 0987 703 777. Chủ nợ. Sao? Bác sĩ trả điện thoại được chưa? À, bác sĩ à. À. Gì nữa? Tôi bị đau chỗ này, bác sĩ coi giùm tôi được không? À. Đau lắm á. À. Theo tôi. Hai đứa uống cà phê nha. Tụi giang hồ chém anh dữ như vậy đó hả? Không, vết thương này là do tôi xúc cát ở doanh trại gây ra đó. Lúc nãy tôi đánh nhau nên mới bị đau. Xúc cát? Ừ. Xúc cái kiểu gì mà sẽ cắt lên tới hông ha? Sao cô biết tôi bị giang hồ đánh? Hay là thằng nhóc lúc nãy kể cho cô nghe hả? Bộ những người lính như anh á, ra đường hay giúp đỡ người khác lắm hả? Giúp người cũng tốt mà. Tại lúc đầu cô không chịu tin tôi thôi. Đâu phải ai cũng nhìn bề ngoài là sẽ tin được đâu. Cái này tôi thấy cô nói đúng lắm. Anh làm gì nghiêm túc dữ vậy? Tôi hơi sợ đó. Cô không cần phải sợ đâu. Bởi vì nguyên tắc làm việc của tôi là bảo vệ trẻ em, người già và phụ nữ đẹp. Cũng may là tôi cũng nằm trong số đó. Cô không nằm trong số đó. Ý tôi nói là tôi nằm trong số người già đó. Anh và Minh Ngọc là gì của nhau vậy? Tôi là cấp trên của cô trong quân đội. Vậy chức vụ của anh là gì? Cấp bậc của tôi là đại úy. Đại úy Võ Như Kiên. Rất vui khi được biết bác sĩ Hoài Phương. Đừng có mà làm thân với tôi. Nghĩ với tôi. Nè, thêm một cái nữa. Xong rồi đó. Tôi nghĩ vết thương này tôi sẽ không tự thay được đâu. Không biết ngày mai tôi có thể đến đây làm phiền bác sĩ Hoài Phương thay băng cho tôi không? Tôi chỉ rảnh 9 giờ sáng mai. Cảm ơn bác sĩ. Ăn khuya vậy mày, không sợ mập à? Trời ơi, cái này là ăn chiều đó. Hôm nay cay nhiều quá. Xài nha. Nghe nói
Sáng nay bệnh nhân mày chuẩn viện à? Ừ, thương tương là dài dòng lắm. À, mà từ đó tao mới đặt gặp lại được một người. Mày biết là ai không? Làm gì ra bộ bí hiểm vậy? Sao? Gặp ai? Cái con Minh Ngọc đó. Cái con nhỏ lớp dưới học trường y của mình đó. À, con nhỏ giật hot boy của mày ở ngày xưa đúng không? Cái con này tự nhiên cái nhắc chuyện đó. Nhưng mà nói chung là tao thấy con nhỏ nó càng ngày càng tệ. Tệ sao? Thì bây giờ nó quen một cái thằng mặt bún ra sữa, tầm có 20 tuổi, để còn làm lũ manh nữa. Sao mày biết? Cái thằng hồi sáng trốn viện đó. Mày không biết thì đừng nói linh tinh nha. Chuyện tình của Minh Ngọc á, cả trường mình biết, mỗi mình không biết rồi. Nó đang yêu một anh là thượng sĩ, nghe nói tài giỏi đẹp trai. Mỗi tội á, nó thì đang là trung úy ở trong quân y, ba của nó thì là thiếu tướng. Thế nên á, mọi người đồn là anh này đèo bỏng này nọ, nên là ba nó cấm giữ lắm. Nó thì lại không chịu. Chuyện tình nó cũng thảm. Ủa, mà sao mày biết hay vậy? Rồi cái gì mà tướng rồi tá, cái gì tùm lum hết trơn, nói chung á là tao không hiểu. Hoài Phương ơi là Hoài Phương, ngoài kiến thức y khoa ra, mày làm ơn làm phước dùm tao, mày cập nhật một xíu xíu kiến thức xã hội được không? Cái anh đó là thượng sĩ, nhưng là cấp rất là nhỏ ở trong quân đội. Nó thì là trung úy ở trong quân y, nghĩa là cao hơn. Còn ba nó là thiếu tướng, nghĩa là cao 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 hơn nữa. Nên bà nó cấm vào phải, hiểu không? Cũng hơi hơi. Nhưng mà tao nói mày nghe, hồi đó nó làm tao quê cho nên bây giờ nó bị nghĩa là đáng lắm rồi. Thôi tao không nói với nó nữa. Đói lắm rồi, ăn đi. Công nhận thủ dài dễ sợ. Dậy rồi đấy à? Ăn có tí đòn mà ngủ kinh vậy à? Biết võ như cậu thì một chút này có nhầm nhỏ gì à? Đừng nói với tôi là thanh niên nằm đây ăn bạ đấy nhá. Sao anh biết? Cậu tập môn gì? Tôi từng tập vô Việt Nam trong suốt khoảng thời gian ông đi học. Có giỏi không? Tôi từng đạt huy chương vàng với trước đây tôi cũng từng học judo cho đến năm lớp 12. Thế tại sao hôm qua cậu lại để chúng nó đánh như thế? Tôi để chúng nó đánh, để tụi nó buông tha tôi thôi. Trước tôi cũng có vài thằng bạn kiểu như vậy. Chúng mà tránh được đụng chân đụng tay là tốt, nhưng mà đấy không phải là cách để cho chúng nó không đánh cậu nữa. À mà cậu có người thân đóng tiền miễn phí không? Không. Để tôi nói bác sĩ Phương á, đăng ký cho cậu vô hộ bảo hiểm y tế ha. Tôi đã bảo là không có ai rồi mà. Tôi là người nhà của cậu ấy đây này. Là anh? Tiền viện phí của cậu ấy thì một lúc nữa tôi sẽ đọc. Dạ vâng, cảm ơn anh. Tôi cảm ơn. Nhưng mà nói trước, tôi không có tiền trả cho anh đâu. Anh cũng đừng nghĩ là có thể dạy đời tôi. Tôi không nghe đâu. Tôi cũng không hề có ý như vậy. Anh à, cho tôi xin lỗi vì lấy điện thoại của anh. Bỏ qua nha. Ok. À nè anh ơi, tôi muốn rút khỏi đám giang hồ, nhưng chắc chắn tôi đã không tha cho tôi đâu. Tụi nó còn bắt tôi đóng tiền nữa. Anh đã từng trong hoàn cảnh của tôi á, anh nói cho tôi biết tôi phải nên làm gì đây. Tôi đã tìm đến một nơi mà chúng nó không bao giờ có thể bén mảng nữa. Một nơi tụi nó không tìm tới được là ở đâu?
dần ở phía xa. Sợ màn đêm lại đến rất gần, và đôi chân dường như bước vội tìm một nơi yên bình. Đã nhiều lần anh muốn buông đôi tay, và em đã đến cho bình yên mỗi đêm. Tình yêu ấy là hơi ấm trong anh, vì tim ta đập chung với nhau, vì anh đã biết rằng một lần yêu, yêu em sẽ yêu mãi mãi. Vì anh yêu em, yêu rất nhiều, em cho anh biết mong thân chiều, quên ngày cô đơn tranh vây mỗi đêm. Dù mai là nếu xa, em thay bác sĩ Sơn, còn chị là phụ mổ của em, ý kiến gì nữa không? Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên anh hồi hộp nhất. Tại vì anh được ngồi cạnh người đẹp, mà còn sắp được tắt đèn nữa. Nhưng mà em nhớ là anh liệt kê em vô danh sách người già mà. Tại vì lúc tối vậy, anh hay nhìn lầm. Buông dần ở phía xa, sợ màn đêm lại đến rất gần, và đôi chân dường như bước vội.